Hôm qua có một số tài khoản mạng xã hội có đưa ra cái nhận định rằng không cần phải là thẩm định cái luận án tiến sĩ của ông Trân Quang, là bởi vì cái đầu vào, tức là cái bằng cấp 3 nó đã không ổn rồi thì dĩ nhiên nó phải phủ nhận tất cả những cái bằng cấp về sau. Sáng hôm nay ở trên báo Lao Động cũng có một bài viết với quan điểm tương tự, là không cần thiết phải là thẩm định cái luận án tiến sĩ của ông Trân Quang. Từ cái chỗ có cái quan điểm như vậy, do đó tôi mới có cái video này cho thấy rằng là cái quan điểm như vậy rằng là sai. Bởi vì những người có quan điểm như vậy thì họ không ở trong ngành pháp luật, không hoạt động trong ngành pháp luật, do đó họ hiểu một cách là theo cái kiểu, theo cái logic không là ngoài ngoài ngành pháp luật. Có nghĩa rằng vì cái này, vì cái đầu vào này nó không ổn, do đó mấy kia là nó tự tự nó là nó bị vô hiệu. Cái kiểu nó là như vậy. Ở đây chúng ta phải hiểu là như thế này, là cái luận án tiến sĩ đó là nó đã được thực hiện rồi đó, dù không có đầu vào, dù đầu vào không ổn nhưng mà nó đã được thực hiện rồi. Có nghĩa là ví dụ như nếu là cái sai gì đó thì cái sai đấy nó đã được hoàn thành rồi, vậy thì cần phải thẩm định đó. Nguyên tắc xử lý pháp luật là nó là như vậy, chứ không phải là vì cái đầu vào là không có thỏa mãn, do đó mấy kia là anh tự nó là để cho nó triệt tiêu đâu, không phải là như vậy. Thẩm định để làm gì? Thẩm định không phải là để là khi mà cái luận án đó mà nó đạt tiêu chuẩn thì công nhận tiến sĩ cho ông Trân Quang, không phải là như thế. Không suy nghĩ là đơn giản như thế, mà thẩm định để có hai trường hợp: nếu mà nó đạt cái tiêu chuẩn là một luận án tiến sĩ thì cũng không là công nhận tiến sĩ cho ông Trân Quang, chúng ta phải nhớ là như vậy này. Còn trường hợp thứ hai, nó không đạt thì là tiếp tục xem xét trách nhiệm của những cái người ở Đại học Luật Hà Nội và những người khác có liên quan, trách nhiệm như thế nào để cho ra lò một cái luận án tiến sĩ không đạt chất lượng. Cho nên chúng ta phải hiểu là hiểu là như vậy, chứ không phải tự nhiên là đem tôi đem dẹp là cái đó, dục đi tự nó là cho nó biến mất, không phải. Cái đó là cái xử lý theo kiểu mà của những người không có am hiểu nhiều về nằm ở trong ngành là pháp luật thì nó là như vậy. Chứ còn đã hình thành rồi thì phải xem xét nó, chứ không phải đương nhiên mà coi như dẹp bỏ nó. Các trường hợp khác là nó cũng đều là như vậy cả, ha. Tôi lấy ví dụ như là một người họ xây dựng một cái công trình mà họ hoàn toàn không có giấy phép xây dựng trên cái khu vực A nào đó. Đó. Thế thì trước hết là cái công trình này là không được phép tồn tại cái đã. Ví dụ như bây giờ nhiều 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 nơi đó, nhiều 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 nơi là các biệt thự bị là coi như là buộc phải tháo dỡ. Tuy nhiên không chỉ buộc tháo dỡ mà còn xem xét trong quá trình xây dựng trái phép như vậy thì anh có cái vi phạm cái chuyện ví dụ như là anh phá rừng hay không? Thấy không? Anh có phá rừng hay không? Anh có vi phạm các cái an toàn, ví dụ như an toàn là hành lang cái gì đó hay không? Ví dụ hành lang lưới điện đi, thấy không? Thì nếu có phải xử lý thêm những cái đó. Rồi xem xét những cái chỗ khác.
những cái chỗ khác. Có nghĩa là chỗ nào sai thì tiếp tục xử lý. Còn nếu nó không vi phạm cái phá rừng, không vi phạm cái an toàn hành lang lưới điện v.v. thì chỉ xử lý là buộc tháo dỡ thôi. Chứ không phải là anh không vi phạm những cái đó mà cho phép anh tồn tại là cái ngôi nhà, cái ngôi biệt thự không có giấy phép là ở đó, không phải. Hiểu như vậy là không đúng. À, tôi nói như vậy để cho thấy rằng cái vấn đề xử lý một cái sự việc mà sai phạm đó, nó đôi khi nó thì như cái logic của chúng ta nghĩ, nhưng đôi khi nó không như cái logic chúng ta nghĩ một cách giản đơn, mà nó phải theo một cái trình tự pháp luật, nó theo đúng cái quy định là như vậy. Trở lại cái câu chuyện thẩm định cái luận án tiến sĩ của ông Trần Quang, cái việc thẩm định là chắc chắn phải làm được. Bởi vì sao? Ở đó cái luận án này nó đã xét duyệt đã này kia kìa, nó đã lập một cái hội đồng, là hội đồng xét duyệt rồi là thẩm định rồi là phản biện vân vân, mời nơi này nơi kia, chi phí của nhà nước bỏ ra như vậy. À, mai mốt mà nếu sai thì anh nào phải chịu trách nhiệm, anh nào cho ký thành lập cái hội đồng đó, không? Anh nào là ký quyết định là thông qua vân vân, đủ mọi thứ chuyện. À, nhiều chuyện lắm. Cái chỗ mà là cái bảo vệ đó, cái bảo vệ luận án đó, nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Do đó chúng ta không có lo lắng là nếu mà như vậy là nó đạt cái chất lượng thì sao? Thì chẳng lẽ ông là tiến sĩ à? Không phải. Hoàn toàn không phải. Chỗ đó có nhiều chuyện cần xử lý về mặt trách nhiệm. À. Rồi thí dụ như bây giờ một cái luận án mà nó không đạt như thế này, hiểu không? Thì xem thử có làm đúng cái quy trình, từ quy trình hướng dẫn cho đến quy trình phản biện hay không? Hả? Rồi cái tóm tắt luận án như thế nào để đưa cho những cái người phản biện, có đưa toàn bộ cái luận án cho họ đọc hay không, hay chỉ đưa cái phần tóm tắt, và tóm tắt là có đúng hay không. Nói chung nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. À, cái vụ ông Trần Quang này tôi chỉ nói dòng dòng ngay cái chỗ mà luận án tiến sĩ đó thôi, là phải xử lý nó khối việc ở chỗ đó, chứ không chỉ đơn giản do đầu vào anh không ổn, do đó dẹp cái luận án tiến sĩ, dẹp coi như là chưa hề có cái luận án tiến sĩ, như vậy là không đúng nha bà con.